Hello, chào mừng cô chú anh chị và bạn quay trở lại video tiếp theo của em chiều hôm nay nha. Tại vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa 415 đường Cách Mạng tháng 8, phường 13 quận 10 của chú anh chị. Nay ghé lại quay chia sẻ của chú anh chị xem cảnh mua bán sầu riêng chiều hôm nay cuối tuần nha cả nhà. Nay sầu riêng lên quá trời quá đất luôn cả nhà ơi. Đây ở ngoài đây hôm nay có 6 hũ rồi nha cả nhà. 6 hũ 150.000 ký nha chú anh chị. Đây 6 hũ. Đây bên đây là đi 6 nha, đi 6, ngoài đây chưa chín nha cả nhà. Nay sầu riêng chất trong nhà quá trời luôn. Đi 6 này 140 ký. Sáu hũ 150, sầu thái 130. Đây cầu thủ Thích Minh Dũng đang ngồi cua sầu riêng. Tự xưng là Thích Minh Dũng nha cả nhà. Cái là Thích Minh Dũng, Thích Minh Đạt rồi đó là cầm đồ cơm điện lên. Thích Minh Dũng. Dũng bữa nay cua sầu riêng mình thấy đẹp 50%, 50-60%. Sau một hồi góp ý của ông bà cô chú á, cuối rồi để cua ra đó. Nói chung là tùy hàng với tùy thời điểm anh lúc mà người ta xếp hàng nhiều quá là mình cũng quýnh theo á, lộn theo á. Này em Tấn phụ cua bên kia nha cả nhà. Rồi 286 chốt quá chị ơi. Ai chốt đây 286. 286 306. Nhiêu? Tới 2 tới 2. 286 quá chị. Dũng mà tối theo dõi thì thầy Minh Tệ cả đêm sáng nay Dũng lấy biệt danh Thích Minh Dũng. Chốt rồi đúng không anh? Đang thua đi 6 nha cả nhà. Để em đặt mấy cái áo của ông thầy Thích Minh Tệ nữa, bật nữa. Đúng luôn á, đúng luôn. Đúng bài luôn rồi. Tử chân tiền. Sao anh trai đứng ngoài nghe anh nhịn cười rồi ta? À, có người mua rồi. Rồi. Do thấy anh đứng anh kia anh cười hoài hả? Thấy Dũng cười sao anh cười hoài. Dũng cười tốt luôn. Này Dũng cạo râu rồi nha cả nhà. Này là... ok không à. Này là kiếm ông có râu không gặp đâu nha. Dạ ba bữa đó hả? Nó bích chịch nữa anh ơi. Cạo được phần rồi. Đâu nó mau ra lắm anh. Mau. Râu dê mà ra lẻ. Con máu, con máu trong người là nó ra nhanh. Anh cứ vậy, ra máu tốt nó mới ra mau. Anh là nó mau dê. Rồi 194 còn ăn nữa không chị? Anh này. Đi chung. Ủa đi chung hả? Rồi mình tạm dừng đây, mình đi uống nước, mình hút thuốc, mình kiếm ăn luôn. Gì vậy? Mấy cô có một xíu mà đây, uống nước. Mình nghỉ sinh hơi rồi. Đi hết rồi rồi, em đi. Dũng khách mua sầu thái nha cả nhà, 130 kg nha cả nhà. Dạ nó xấu như vậy nữa cho đẹp đi. Dạ thái là nó xấu á. Nhưng mà không tông nó ngon lắm. Kêu lựa trái. Chắc chắn là đẹp luôn á. Thấy anh đẹp trai mà lựa trái không đẹp trai gì vậy? Tại trái nó xấu nhưng mà tâm hồn nó ngon, nó đẹp anh. Rồi đẹp rồi nè. Rồi. Ok chưa? Dũng lựa trái cho nó đẹp trai nha. Ok. Có muốn gì vậy? Dạ có chứ, bao nhiêu muối luôn. Rồi 428 ngàn ạ. Ok không? Ăn ngon thì lấy. Dạ con chào ông bà cô chú anh chị trong nước và ngoài nước ạ. Ông bà nói đổi. Ông bà trong nước và ngoài nước chào Dũng nha. Chào bà trên toàn thế giới. Trời ơi, muối rồi vỏ nó mỏng luôn chưa. Bao nhiêu muối được chưa? Rồi thử đi ạ. Cho nó ướt ướt chỗ này vậy. Không có sao đâu chị. Cho cắt thử luôn à. Rồi sợ chỗ nào cho thử chỗ đó. À, muốn thử bên nào đó thử. Ăn đi cũng chết. Mình ăn ngọt béo không ok. Không ai có chút xíu thôi mà đã có bầu. Sợ dễ sợ được chứ. Ok không? Ok. Bây giờ hai thì cách như kia ta có bầu á nha. Hơi chín quá nha. Dạ, nó hơi bẹp xíu. Ê, đó, đó, đó. Chạy máu gì máu. Hay là lấy ráo chút. Ráo đi, ráo đi. Rồi, ráo không? Cái này ráo không? Đổi lại. Đỡ cua rồi, lấy thôi. Vậy lấy cái kia ráo. Không, cái muối này cho em bị bẹt cái đầu nó ha. Nên muối nó ngon không? Nè,
Nãy nhiều tiền ở trừ trái này ra con trái khác vô. Đây nó cò. Cò hả? Đây cò. Rồi một hộp. Gói tiền ơi. Dũng thui là phải có trợ lý nha cả nhà. Đó, làm cho nó lẹ. Rồi, cắt vô kìa. Trời, này gáo ăn không? Có được rồi. Luôn. Cái giờ nhỏ nhỏ không lấy bao cũng tái rồi được không anh? Không lấy cái cơm đi anh. Lấy cái cơm dạ. Dạ cơm 360. Dạ anh cho thử luôn anh trai ơi. Chào bà cá Dũng ơi. Dạ. Con chào ông bà, cô chú, anh chị trong nước và ngoài nước ạ. À. Trái này ráo quá, ráo quá ngon quá nè. Ông bà trong nước và ngoài nước chào Dũng nha. Trái này ráo ngon quá nè. Mới vừa thua cho hai em gái đó, Thái, hàng cho Thái. Anh này vô mua okay, một ký Thái. Lép không? Dạ, cái này là lép nhiều. Sau này bên đây không thấy dọn gì tên ta. Hồi bữa thấy dọn bàn ra giờ này rồi mà. Dạ. Dạ. Thấy bàn ghế vậy. Nghe hai hai nó đánh mùi được rồi. Ý Thái hả? Má cho nửa ký Thái, nửa ký riêng. Nửa ký Thái, nửa ký riêng. Nửa ký Thái, giờ nửa ký đi. Nửa ký đi. Thử đi không anh? Có đặt shipper gì không kìa, thấy xanh ghé kìa. Chưa tới 40 lạng mấy hả? Chưa 153 sầu riêng này chất rồi cả nhà, đã rồi cả nhà. Còn ai nước không? Ờ vô 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 hay quá, mới vừa rào sầu riêng ấy. Sầu riêng đi. Sầu chung đi. Rồi ăn cái nào á chị ơi? Ăn cái ngon đi ha. Đúng rồi, ăn cái ngon. Không nói được thì tôi nói cho. Ăn cái ngon. Nãy lại đây gặp anh Hào. Nãy lại đây gặp anh Hào. Dạ 277 gặp không? Gặp. Cái này là ghi 6. Thái thì anh lại đi lúc 1 giờ. Dạ có loại ghi Thái, có loại chùm ấy 6 củ nhiều loại lắm. Thái còn có trăm mấy rồi, còn có trăm mấy
trăm mấy lấy nửa ký cơm đi rồi sao? Trăm mấy rồi, trăm mấy? Trăm mốt hay trăm chín? Trăm mốt, trăm chín thì bán muôn, bán trăm chín. Nhiều cũng bán hết á. Trăm mốt thì bán trăm mốt. Trăm chín thì bán trăm chín, đây bán dễ lắm cả nhà. Kìa, yeah, trái nhỏ kìa, trái này chắc cũng hơn 190 rồi. Lấy cơm nè, lấy cơm cho chị 190. 200 chẳng lấy không? 200. 200. Thôi anh quá, được 10.000 nữa. Rồi, cái này nợ tôi 1.000 nè. Nhớ hoài luôn á. Nhớ nói tầm 9 nha. Riết mà nó ốm luôn hả chị hả? Người ta ăn sầu riêng mập mà ốm luôn hả chị hả? Ăn cua sầu riêng ăn ốm luôn à. Mập không nổi ngày mà cầm mấy tạ sầu riêng khui à. Ok không? Ngọt béo. Đáng lẽ đó không? Chỗ hiếu khách cho em sao không được anh? Thích Minh Dũng. Thích đủ thứ. Trời ơi, tới 500 lần rồi là còn trăm mấy, chết luôn rồi. Thiệt, trăm mấy thiệt. Mẹ cũng 185 ngàn hả? Còn trăm lại. Thích Minh Dũng nghe nghèo không nói nên lời. Gọi là cạn lời rồi đó. Rồi, bên này là nghỉ bán. Cảm ơn nha. Rồi, dạ, cảm ơn chị. Còn đâu, khách vô luôn. Chào anh. Ủa mày có hai giá dẻo đúng không? Rồi. Rồi, 277 chưa? Cứ mua luôn. Ok không? Sữa con có lấy đúng không? Dạ, bao sữa lạc. Qua có khán giả bình luận rồi, bà chủ ngồi trong kia cứ lụm tiền cười hoài cưng ghê. Rồi, khán giả bình luận vậy á. Chủ là cười te tét. Ừ. Khán giả bình luận vậy á. Bà chủ nói là đâu cần đi lễ hội luôn không gì đâu. Cưng ghê. Để cho thử, để cho thử. Rồi đúng rồi. Mua đất rồi. Tắt 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 tắt. Trời ơi. Ok mà. Cô mà còn coi like gì nữa không biết. Một cái ruột ráo dẻo. Chứ Dũng giải quyết nhanh lắm. Nhanh. Dũng thu nhanh mà. Anh Tấn anh cũng phụ bên kia nha cả nhà. Quá trời luôn. Đạt rồi. Để cho Dũng thu cho nó đủ clip. Cái đó dở ương ương. Rồi cái đó luôn đi. Rồi tới hai nè Dũng đi khui hết cho. Rồi. Để cái hàng xíu luôn. Xoay dạ. Còn hai khách đó. Hết rồi, có một khách rồi.
Hết rồi. Cái tiên lựa rồi kìa. Rồi 28. Ủa, chú mặc áo xanh 28 à? Rồi chú mặc áo xanh. Rồi 327 đó chú ơi. 327 nha. Mình la phụ để mình nhớ cả nha. Không mà Dũng nhớ dữ lắm. Tôi mấy trái cũng nhớ. Hiện tại là ở 415 cách mạng tháng 8 phường 13 quận 10. Vừa sầu riêng hiếu nghĩa. Thử không chú? Chú thử đi chú. Không, thử. Không quay chú đâu, không quay chú đâu. Cái này tôi thấy ngon rồi, ok rồi. Ngu quen. Đếm tiền mà không cho cười nữa thì làm gì cho cười. Chiều là giờ là chiều là thấy ờ trái này ngon quá đi. Sống một lúc có vậy nó không phải là hạnh phúc đâu. Đâu vậy đâu mà. Cái này sầu riêng cơm vàng nữa hả? Mình sao giờ mình làm việc mệt mỏi mình ra mình làm lon bia là hạnh phúc. Rồi còn ai đó? Relax. Có chị mấy ký vậy? Một ký láo dẻo. Chiều là thấy bà chủ ở đây là bà chủ bà chủ đeo cái giỏ tiền rồi gom tiền thôi cả nhà. Cười từ hoài tới tối luôn cả nhà. Cười hoài tới tối luôn nè. Rồi thử luôn chị ơi. Bà chủ có kêu cười hoài cũng được rồi. Nhức nách. Dũng kêu nhức nách. Ta chưa bỏ vô miệng nó đã nhức nách rồi. Tại vì em cô hoài em quen anh tới nào nhìn ngon là em biết nó ngon liền à. Còn mà khách nó không ngon là nó cũng có vấn đề rồi đó. Ký cơm chắc thêm trái nữa chị Tiên ơi. Béo hơn này luôn. Béo là nó béo nhiều nó hộp hay chị? Hộp nó chưa lên vàng rồi nó sẽ. Nó không lên đủ đường á. Như cái chị hôm qua là bỏ tay chấm cơm mà không biết qua chị có mua được cái này không biết. Màu nó nhạt hơn. Hôm qua chị kia ăn sầu riêng sống luôn. Màu nó nhạt hơn tí. Màu mà chị biết luôn hả chị Tiên? Tiền nó có máy nội soi mà nó soi ở trong luôn nào màu đậm màu nhạt. Cao thủ. Ủa? Quay qua quay lại hết trơn rồi. Ok. Dũng làm lẹ quá. Hồi này tới ráo luôn rồi. Thôi, nó xài dao đó để cua sầu thái. Nại mà. Đúng ráo luôn rồi, cua vỏ không ra luôn rồi đó nha. Này là chị ăn khó là cua nè. Nhè cơm nó mịn lắm, nó khó cùi nhưng mà nó vẫn còn mịn. Thầy Minh Tịa đang bán sầu riêng, thầy thích Minh Tịa đang bán sầu riêng kìa. Vườn sầu riêng của thầy. Cái này ngon quá lấy hết luôn đi chị. Hết luôn chị? Hai cuối nữa. Đi mà nhỏ nữa. Cái này là hơn ký rồi. Lấy cái ưu tiên cái trái này cho được ký. Còn cái phần còn lại thì lấy tu rồi chị để riêng. Dạ rồi. Rồi lấy cái giấy sao ra bên đây đi. Rồi cua tiếp bỏ vô đây. Ok. Mình biếu mình cho mình mua hàng ngon đó. Giá không đổi. Ôi. Sầu riêng chín mà. Không tới 1 ký rồi. Rồi sao? Sữa hạt lép mới có 6 lạng à, bỏ hết hộp này luôn à, 8 lạng mấy, bỏ bên đây sao không còn gì luôn. Rồi đẹp ký. Đem trái nhỏ đâu. Rồi đủ rồi, để lên cân luôn coi nhiêu. Cúi 200.000 cân. Để lên cân luôn. 200.000 cân. Ký mấy? Ký 2, ký 3 gì không? Chỉ 3, 40, 400, 440. Có khăn giấy nè chị. 200.000 ruột. Rồi 200.000 cơm thử luôn mà.
miếng á. Ăn vô ăn không đi. Ngon là được. Anh trai nói mua cho bạn gái nên là không biết ăn. Hả? Hả? Hơn 200 xíu được không anh? Hơn 200 xíu được anh. Hơn à, 203 à. 219. 219. 219 nha. Còn ai nữa không? Cái hộp trắng cho em ạ. Cho vô hộp trắng đi. Rồi, nhận tiền rồi, hộp trắng đi. Ê, ê, lũng bệnh chứ kìa. Nó bị móc vô cái dao nghe. Để hộp trắng. Hả? Hả? Cho chào dạ. Rồi. Trời ơi, Dũng làm tóc hành. Còn ai nữa không ạ? Còn ai nữa không ạ? Tí nữa cho nó dạ vậy á, nó bậy. Sù đi đi. Bậy mà trời mát đẹp nữa. Nhà cửa sổ đỏ có đóng bơ mất trơn rồi đó. Cái này to hơn trái nãy mới nãy nha cả nhà. Nhức nách hả? Con này nhức nách luôn. Cái này ngon hơn trái gì rồi ha. Quá đã. Còn hồng đó. Sầu riêng đi. Vô sầu riêng đi cô chú anh chị ơi. Đây thùng. Này thùng này cho anh đi về. Sầu riêng đi. Sầu riêng đi. Trời ơi, mày lấy trái sầu riêng treo đó đó, người ta đi ngang có thấy bạn. Cơm hả? 200.000. 200.000 tiền cơm sầu riêng. Anh nói nó mềm hả cô? Đúng 200. Mày nữa. Rồi có anh ơi. Đúng 200. Thử không anh? Thử đó chị. Sao đâu mà. Ok anh chị. Dạ. Ok. Thôi mẹ mình tính rồi. Chưa để khui, nhiều khi nó có xê xích. To hơn chút anh.
giờ rưỡi 200 năm vui đâu vui tao nhận 2 năm rưỡi vậy á. Ca này khó đúng không? Đúng không? Rồi khó quá. Giờ kêu bà chủ thò tiền ra cũng kỳ thấy không? Dạ thử đó mà. Giờ khách cũng không có đưa tiền thêm. Trời ơi, muốn 250 Dũng cho 250 dễ mà. Rồi, có gì em ngắt nhéo được mà. Ngắt nhéo được mà. Đơn giản. Ta hết cái này luôn quá à. Khó à, muốn nữa là đủ rồi. Hết trái luôn. Còn muối nhỏ nữa kìa, ở trong nó còn muối nữa kìa. Ối ra rồi. Không, không ối đâu. Thấy chưa? Lấy muối nhỏ nữa. Không ối đâu, ối. Hay quá Dũng ơi, ok. Rồi đó. Ngắt nhéo sao cũng được 250 cả nhà. Mà ngắt nhéo vừa nha, chứ xê dịch ra nào không lỗ lã ai phải không? Không có xê dịch, không có lỗ lã luôn. Sầu riêng ơi, sầu riêng ơi, cái nhà ơi. Này có kiếm nhắn tin cho mình Facebook kêu cần muốn quay xe bánh mì chả cá. Khách mới khách quen hỏi thử ngon là được rồi. Dũng tiếp tục khui sầu thái cả nhà, thái Dona đạt cái này nó giác khe nó dục ra ngoài trước rồi sang rồi nó vô nó bật đèn nó chớp nháy chớp nháy. Bữa nay kéo lên Gia Lai dữ quá thầy ổng ổng ẩn luôn, ổng đi đâu rồi. Buổi sáng là ổng ra đi phúc thực mà. Kéo lên từ thiện á xong rồi kéo vô cái chòi của ổng á sáng hôm qua là ổng đi rồi, ổng đi trong đêm luôn rồi. Không biết đi đâu. Đi chỗ khác luôn rồi. Không, ổng có điện cho em. Đâu có điện nói sao? Ông có xài điện thoại luôn hả Dũng? Ghê vậy? Đó. Hay là điện bằng tâm linh? Chắc điện bằng tâm linh đó. Ba đó, ma ngủ á. Ông nhắn với em là thầy sẽ ẩn thân một thời gian con. Sao ra không mà nói này nó bậy nữa. Con ở lại lo tu tập. Nó bậy nào sợ đâu. Thôi vậy nó bậy lên chết rồi. Thích Minh Dũng ha, tên hay chứ bộ. Một ký cơm đúng không em? Dạ. Phải muối to, tái to muối mới to cả nha. Còn mấy trái này nhỏ nhỏ muối nhỏ không. Cô đâu cô ok không ok nó nói anh cô cũng báo không. Lấy dao kia không, lấy dao kia không. Mới mua dao khui sầu thái đã lắm đó nha. Dao biết tiền. Dao đó để cắt sashimi á. Dao đó để cắt sashimi. Đó, thấy không? Muối to. Ok. Trời ơi, đã chưa? Đúng muối to, đúng ý em gái à. Rồi, thử đi em gái ơi. Ok, à, không quay okay. Đâu, yên tâm. Muối sầu riêng à. Ok không? Ok rồi. À, nãy mình vô một địa mình thấy còn cái này to nhất này. Bự quá. Ôi trời, nhiều đây chắc nửa ký quá. Muối nha, cho phần này là... nó bị trống miếng da. Đây là bị mạt. Em nhìn thấy rồi đó, khó rồi đúng không?
cái nào khó mình phải làm khó. Cái gì mình bỏ qua được. Còn lấy bông tay. Được không? Ôi trời, muối to quá trời to luôn cả nhà ơi. Một ký à? Rồi hai ai muối đó hơn ký rồi đó. Chưa đâu. Thái nó nhẹ lắm. Rồi hai muối đó hết rồi đó. Ghê hả? Đó nè. Ôi. Đây còn muối nữa. Không biết đủ 1 ký không à? Đủ à. Chắc đủ à, đủ à. Đủ, nhìn thấy là bao nhiêu dư hơn ký rồi. Không, cái thái này nhẹ lắm. Ngộ vậy đó. Cơm thái nó nhẹ, cơm sầu. Nó hộp nó nhỏ. Từ heo cái hộp. Quá đã chết sầu riêng. Hết trái bự rồi nha cả nhà, đây còn trái bự này duy nhất muối to. Cái ừ. Phía mốt. Bấm giá lại. 400 chẳng nha cả nhà. Trời. Hồng bia em ơi. 401.000 bớt 1.000 cho em gái giao luôn. Có mấy con hồng bia à. Chụp lại, chụp lại. Thử không anh? 110.000 ký à. Chắc này cái hộp có cách. Cái này mình xốp ra cái hộp nhỏ nhỏ cho nó. Được luôn, được luôn. Đúng 200 luôn anh. Hai trăm lẻ chín ngàn rồi, 209 ngàn ở đây. Hai lẻ năm đi. Bây giờ anh chỉ còn có 3.000 lẻ rồi được không? Không mà chỗ cái chi nhiều quá không dám. Rồi 205 hay quá. Nặng mãi mới ra. Ủa, chị kia hỏi rồi, chị kia đi à? Bánh mặt làm ngơ kìa. Thôi mình xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn của chương trình mình theo dõi nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin cảm ơn nhiều ạ.